Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc chương trình vận động hiến máu tình nguyện Hành trình đỏ toàn quốc lần thứ 12, mở đầu cho hành trình kéo dài 2 tháng đi qua các tỉnh thành trong cả nước. Năm 2024, chương trình Hành trình đỏ lần thứ 12 sẽ được tổ chức tại 51 tỉnh thành phố trong tháng 6 và tháng 7. Năm nay cũng là năm có số địa phương tham gia tổ chức Hành trình đỏ đông nhất qua các năm. Hành trình đỏ năm 2024 với mục tiêu tuyên truyền và tư vấn cho một triệu lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh, dự kiến tiếp nhận tối thiểu 120.000 đơn vị máu, dẫn động ít nhất 8.000 tình nguyện viên tại các địa phương là cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ, người tình nguyện tham gia hành trình đỏ và các hoạt động nhân đạo tại địa phương đơn vị.